giao hết lên xong là bẻ cổ xuống. Đấy, rất là đẹp trai. Công năm nay được mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi ạ. À em được 8 tuổi à? Vâng. 8 tuổi rồi. Thế là ít hơn con gái Trúc 1 tuổi. Có áo len không? Áo len thì cái này mặc ở ngoài này. Mặc áo len vào xong rồi mặc cái này ở ngoài. Mùa đông rồi đấy. Mặc như kiểu này đấy. Vâng. Đúng bài thích đúng không? Vâng. Nhìn mặc bộ này vào nhìn như công tử ấy nhỉ. Đấy. À, ngoài quần áo ra thì cô giấu tên có gửi cho chú anh Khương là 2 triệu với ông bà. Trong 2 triệu đấy thì cô cho cháu Nghiêm 500, cho anh Khương 500, cho Trúc Nhôi con nuôi của cháu Nghiêm với anh Khương là 300, còn 700 là cho gia đình nhà chị Trung. Quý ông bà thì cháu xin phép được giới thiệu sản phẩm một chút. Hiện tại thì trên gian hàng của cháu Nghiêm thì đang có bán một số sản phẩm như là mật ong khoái rừng Tây Bắc quý ông bà. Như quý ông bà có thể thấy là chai mật ong của chúng cháu thì rất là đặc sánh, rất là đẹp. Mật ong này thì được bà cháu thu mua lại từ bà con đi lấy ở trên những đồi núi, vùng núi rừng thì mới lấy được những sản phẩm mật ong khoái rừng này quý ông bà. Và sản phẩm thứ hai cháu Nghiêm muốn giới thiệu đến quý ông bà đấy là cây xương khớp của ông Dỉ. Cây xương khớp này thì quý ông bà theo dõi được những thước phim của chúng cháu thì cũng đã biết rồi. Sản phẩm này thì điều trị các bệnh về đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, thoát vị đế đệm, đau mỏi xương khớp. Hay là quý ông bà có tình trạng là đi lại đau như ở các khớp gối như kiểu là tê bì hay là đau như gai đâm ấy thì sử dụng cái thuốc xương khớp này rất là hiệu quả. Cũng đã được rất là nhiều quý ông bà sử dụng và khỏi bệnh quý ông bà. Và một số sản phẩm nữa là cháu Nghiêm có bán cây lá mắt gan. Thì hôm nay cháu Nghiêm không mang theo, rất là mong, cháu cũng rất là mong được sự ủng hộ từ quý ông bà, cô chú và anh chị để cháu có thêm kinh phí sự đổ xăng xe đi lại, đi chia sẻ những hoàn cảnh quý ông bà. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung thước phim của cháu ạ. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị thì hiện tại cháu Nghiêm đang có mặt tại nhà chị Trung, 6 mẹ con quý ông bà. Hôm vừa rồi thì cháu có nhận được một món quà từ cô giấu tên là gửi đến chú anh Khương. Và cô có gọi cho cháu và anh Khương bảo là nhờ cháu và anh Khương lên trao món quà cho nhà chị Trung 6 mẹ con. Nhưng mà do bận công việc ấy, nên là anh Khương không lên được. Và hôm nay chỉ có một mình cháu lên thôi quý ông bà. Hiện tại cháu ở trên chỗ chị Trung thì đang mưa rất là to. Sáng nay thì cháu Nghiêm cũng đã di chuyển từ khá là sớm rồi. Nhưng mà do trời mưa nên là đến tận bây giờ là hơn 10 giờ mới đến nhà của chị Trung 6 mẹ con quý ông bà. Thì cụ thể món quà như thế nào thì lát nữa là cháu sẽ nói kỹ hơn và mở cái món quà của cô giấu tên ra để quý ông bà, cô chú và anh chị trên kênh cùng được biết. Chị Trung ơi! Đâu rồi? À, Thăng ở nhà. Mẹ đâu rồi Thăng? À, nào anh, mẹ đâu rồi? Dạ mẹ hôm nay cùng bác đi gặt lúa. Đi gặt lúa, trời mưa thế này cũng gặt lúa được á? Dạ sáng nay không mưa mấy không? Sáng không mưa mấy à? Dạ. Thế chị cá với cả chị Say được về chưa? Chị Say cùng mẹ đi, chị cá chưa về. Hả? Chị cá chưa về nhưng mà chị Say được cùng mẹ đi. À chị cá là chưa về, chị Say là đi cùng mẹ đúng không? Vâng. Thăng chào con các bà đi. Con chào con quốc bảo. Ôi âm đúng không? Vâng. À, âm nào? Con chào con các bà. Rồi. Cái gì nhỉ? Con tên gì nhỉ? Em. Hả? Em đi con. Công à? Vâng. À, con chào con các bà đi. Con chào con các bà. Đây. Thằng là anh cả đúng không? Vâng. Xong à đến công, xong đến âm. Thôi rồi. Chị Trung với cả là em Say là đi hộ người ta gặt lúa rồi của ông bà, chỉ có ba anh em ở nhà thôi. Thì cháu cũng xin phép được quay một chút về cái ngôi nhà của chị Trung 6 mẹ con để
Quý ông bà, cô chú và anh chị trên kênh của cháu cùng được biết, hiện tại thì bên ngoài đang mưa rất là to, chắc là hơi ồn một chút quý ông bà. Thì ngôi nhà này cũng được kênh của em Thịnh kết nối yêu thương với cả kênh hai em Quyền Hiển TV là kêu gọi, và cũng được quý ông bà, cô chú và anh chị giúp cho gia đình có một căn nhà rất là đẹp quý ông bà. Nhìn cái bên trong ngôi nhà thì là được các em chọn màu sơn với cả lát cái gạch này nhìn rất là sáng nhà. Và đây có bộ bàn ghế cũng rất là hợp với không gian ngôi nhà. Hôm nay lên thì cháu thấy ngôi nhà của chị Trung là gọn gàng quý ông bà. Thế Thăng đi học về lâu chưa? Dạ hôm qua về rồi. Hôm qua về à? Thế là thứ hai đến thứ sáu là ở trong trường đúng không? Dạ vâng. Cháu sẽ... Anh vào trong phòng này được không? Có. À. Có. Trong phòng này là phòng của em ở đâu? Phòng của Thăng là ở kia. Thế phòng của hai chị là ở đây à? Dạ, phòng của hai chị là ở trong này. À, trong này. Dạ. Còn phòng của mẹ là ở đây đúng không? Vâng. À. Bởi vì nhà chị Trung là cũng có khá đông người ấy quý ông bà, nên là khi mà thiết kế thì chỗ em Thịnh kết nối yêu thương cũng thiết kế không gian là 3 phòng. Nhìn phòng ngủ đây là phòng của chị Trung này, cũng đầy đủ chăn ga gối đệm với cả là tủ quần áo rồi. Đây là phòng của chị con gái nên là cháu Nghiêm cũng ngại xin phép là không vào nữa. Còn đây là phòng của chị à? Của mẹ. À của mẹ à? À kia là phòng của chị đúng không? Vâng. Còn bên đây là cả 3 phòng là có tủ để quần áo hết đúng không? Vâng. Rất là sướng, phải nói là sướng rồi đấy quý ông bà. Bây giờ là còn đây là phòng của công đúng không? Vâng. À đây là bên trong này, phòng của công này thì cũng có giường, có tủ, có quần áo rồi quý ông bà. Cháu sẽ đi ghi hình lại một chút ngôi nhà. Còn ở đây là không gian bếp. Không gian bếp thì cũng được thiết kế là có bồn rửa với cả bàn bếp ga và chạm bắt quý ông bà. Còn bên ngoài thì bây giờ mưa to quá, chắc là cháu Nghiêm cũng không đi vào bên ngoài nữa. Đằng sau là cũng đang được kè đấy quý ông bà, được quý ông bà hỗ trợ là tiền kè đằng sau nhà. Nhưng mà mấy hôm nay mưa với cả là đường hỏng, chắc là tạm thời nghỉ bởi vì vật liệu chưa vào được. Ôi, lấy đâu ra nhiều lạc thế hả à, Thăng? Dạ, chồng. À, nhà tự trồng à? Dạ. À, nhà chị Trung là tự trồng được. Thì cái này là lạc đỏ hay lạc đen? Dạ, lạc đỏ. À, đây quý ông bà. Đây là lạc đỏ này, hạt lạc rất là đẹp luôn. Cái này vừa đi nhổ về à Thăng? Dạ, hôm qua nhổ. Hôm qua nhổ dạ. Bao này nữa cũng phải đúng không? Vâng. Thăng ơi, cho đây anh hỏi tí. Thế bây giờ có nhà mới rồi, có thích không? Dạ, em thích. Cũng thích à? Vâng. Thế mấy hôm nay có đi lấy mật ong nữa không? À, đi học chắc không đi được rồi nhỉ? Dạ, vâng. À, đi vào trong nhà đi để anh... Em lấy cái chiếu kia ra giải đi. Đấy, đúng rồi. Đẩy cái hộp này xuống dưới tí. Cái ngôi nhà của chị Trung sáu mẹ con thì cũng được chỗ bên kênh kết nối yêu thương là cũng ghi hình lên khá là nhiều rồi, nên là cháu Nghiêm cũng xin phép là không quay lại nữa, mà cháu sẽ vào khu món quà của cô giấu tên gửi đến cho nhà chị Trung sáu mẹ con các bà. Nào Thăng này ra đây ngồi, có kéo không? Lấy cho anh một cái kéo nào. Lấy cho anh một cái kéo nào. Không biết lạnh à? Hả? Có lạnh không? Hả? Em có lạnh không? Có à? Có thì mặc áo khoác vào chứ. Không kéo có sao? Không có kéo à? Ờ được. Bây giờ được. Cái phần quà này thì cô cũng gửi cho cháu Nghiêm khá lâu rồi ấy. Nhưng mà do là thứ bảy chủ nhật chỗ em Thăng các em mới về nên là cháu Nghiêm cũng chưa lên trao. Hôm nay thì là thứ bảy chủ nhật rồi, thứ bảy rồi nên là
các em cũng có ở nhà hết, thì hôm nay cháu Nghiêm cũng mới lên tiếng bảng. Nào ngồi đây nào, Khang ngồi đây đấy, một người ngồi đây đi. Tao không gặp anh. Cái túi này là của cháu Công. Cái này là của Công này, quý ông bà. Công ở đâu nhỉ? Bên kia. Công ở đây à? À, ngồi dịch lên đây Công. Công có vẻ ít nói hơn nhỉ? Khang nói gì hơn? Ôi, âm bé quá, ngồi đây nào. Đấy, ngồi đây nhá. Nào Công nhìn ra đây. Nhìn ra kia để các bà Công, các bà được ngắm Công nào. Nhìn ra gì đấy. À, quần đùi. Đây là quần này. À. Đây là áo. Đấy, áo đẹp lắm đấy. Mặc thử xem này. Rồi, rất là nhiều quần áo đẹp nha. Có, nào cho anh mượn. Khang ngồi gần anh tí này. Công có thích không? À, có. À. Em có nha, dạ em có nha. Lần sau các anh... các anh hay người lớn nói chuyện phải biết dạ vâng nha. Ừ. Nói có chủ ngữ vị ngữ nha. Này. Bây giờ mùa đông đến rồi. Ui, cái áo này đẹp đấy. Thử mặc cái áo này xem nào, cho đỡ lạnh xem nào. Đấy, cài được cái đấy kệ đi, cài đi. Nào đứng lên xem nào. Bây giờ mùa đông đến rồi, lạnh rồi, đi học phải mặc áo ấm như này nha. Vâng. Ừ. Rồi. Đấy. Kéo hết lên xong là bẻ cổ xuống. Đấy. Rất là đẹp trai. Công năm nay được mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi ạ. À em được 8 tuổi à? Vâng. 8 tuổi rồi. Thế là ít hơn con gái Trúc một tuổi. Có áo len không? Áo len thì cái này mặc ở ngoài này. Mặc áo len vào xong là mặc cái này ở ngoài. Mùa đông rồi đấy. Mặc như kiểu này đấy. Ừ. Đúng bài thích đúng không? Ừ. Nhìn mặc bộ này vào nhìn như công tử ấy nhỉ. Đấy. Bây giờ được các ông các bà cho nhà mới rồi, có quần áo cho rồi, xong lại được cho tiền nữa thì đi học phải cố gắng học nha. Vâng. Học giỏi vào nha. Học giỏi thì sau này cuộc sống mới đỡ khổ hơn. Cái này hơi dài rồi, cái này chắc là hơi dài rồi cơ mà. Hơi dài nhỉ. Ừ. Nào đứng lên xem nào. Ôi à. Cái này à, chắc là phải đi cắt gấu đi, cắt gấu quần đi nhỉ. Vâng. Cắt bớt đi xong là may lại, hoặc là để mấy đứa lớn thì mặc, bởi vì là các em với trẻ con thì lớn rất là nhanh cơ ông bà, cho nên là ngắn thì sợ chứ dài thì không sao đâu. Đấy, cái này thì mặc đi học rất là ấm đấy. Vâng. Nên mặc ở nhà cũng rất là ấm nha. Ồ, có một gói kẹo nữa. Em này. Dạ em xin. Cái này là của Công, chỉ mình Công được ăn thôi nha. Âm không được ăn đâu nha. Cháu Công. Đúng chưa? Đúng là cháu Công chưa? Rồi cho anh mượn mic nào. À đây. Mở tiếp. Phần quà tiếp theo là của cháu Âm. Cháu Âm là cháu nào đây? À. Rồi Công cho lại cái này vào túi nhá. Vâng. Còn cái này mặc luôn cũng được. Vâng. Hay là cho vào phòng treo vào tủ cũng được. Đấy, cho vào tủ treo luôn đi. Có móc chưa? Dạ có. Ờ, treo luôn đi cho đẹp, cho gọn gàng. Ngồi đây. Ôi, còn gói kẹo, còn gói kẹo nữa. Vâng. À, lấy cái mic đây cho anh nào. Ồ. Oh. Nào con giới thiệu với các bà tí nào, con tên gì? Em tên gì? Em tên Sử Phúc ạ. À,
Sùng gì cơ? Cái gì cơ? Tên là gì? Hả? Em tên là gì? Sùng Phúc Âm à? À, Sùng Phúc Âm đúng không? Năm nay mấy tuổi rồi? Hả? Âm 5 tuổi à? Âm thì ít nói hơn. Rồi, đây là quần áo của Âm nha. Ôi, lấy cái này là áo len. Này áo len. Mùa này thì lạnh rồi quý ông bà, nên là những bộ quần áo len này rất là quý. Ui, cái áo đẹp thế. Ui à. Ui dạ. Áo đẹp thế. Mặc luôn. Áo này chất. Chất đấy. Công thích áo này không Công? Nào, Âm mặc nào. Đúng rồi. Áo nó phải to to một tí, bởi vì là các em ấy bây giờ lớn rất là nhanh, đang tuổi ăn tuổi lớn đấy quý ông bà, nên là mua to thì cũng không sao. Rồi, bẻ cái thằng này xuống. Đúng rồi. Kéo lên đấy. Đấy. Ui, nhìn như cán bộ ấy nhỉ. Cán bộ Âm, phải không? Giống cán bộ không? Không. Nhìn như cán bộ đấy. Nào, quay một vòng thế nào. Đấy. Cái mũ này thì tháo ra được nhá Âm nhá. Có thể đội vào cũng được đấy. Thành Dương Mộc Lao rồi. Rồi, đây xem nào. Cái này nếu mà không thích để thì tháo ra nha. Đây có khóa này, kéo ra cái là được. Biết chưa? Ừ. Rồi, ngồi xuống. Mặc luôn cho ấm. Mặc luôn cho ấm nha. Cái này là cái gì? Hả? Cái gì? Quần. Quần đúng không? Đúng rồi, quần. Mặc quần vào xem nào. Đấy, bây giờ mặc quần dài vào đi. Để cho ấm. Mưa bên ngoài đang mưa lạnh ấy cơ mà. Ở trên chỗ chị Trung thì đến mùa đông là sẽ lạnh hơn là chỗ chúng cháu ở. Bởi vì ở đây là cao hơn. Đúng rồi, có thắt lưng không? À đây, không cần thắt lưng đâu mà. Đấy, rất là vừa. Đấy, cái túi này để tiền nhá. Ồ, đây là quần. Quần này chắc là Thăng mặc mới vừa rồi. Quần này thì cho anh Thăng cũng được nhá. Hiện tại thì chị Trung đang đi làm ấy quý ông bà, nên là cháu sẽ trao cho chỗ em Thăng với cả các em ở đây thôi. Sợ, bởi vì là chị Trung đi làm hộ người ta thì chắc là tận tối mới về. Đây quý ông bà, rất là nhiều quần áo đẹp. Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Thích không? Thích. Ui, cái này đẹp thế. Nè, Thăng thấy đẹp không? Có. Đẹp nhỉ. Đấy. Ui. Âm là cười. Đây nữa này. Lạnh là phải mặc cái áo dài tay nhá. Vâng. Cho đỡ lạnh nha. Đấy. Cái này là quần đùi này. Lúc nào đi tán gái thì mặc cái quần đùi này vào nha. Nói đùa thế thôi. Cái này là đi đá bóng nha. Mặc đi đá bóng hay là buổi tối ngủ thì mặc cái quần này vào nha. Đây nữa. Cái quần này thì cũng mặc ở nhà nha. Ngoài đây có một bộ đẹp này. Đấy, cái bộ này mặc ở nhà nhé. Áo ba lỗ rất là đẹp. Cái này là mặc phải, cái này phải mặc với cái này chung nhau nha. Áo này phải mặc với cái quần này nha, nhớ chưa, thì nó mới đẹp nhá. Biết đọc chữ chưa? Cái này là chữ gì?
Hả? Cháu âm. Rồi. Đấy. Quần, một cái quần nữa. Tha hồ mà mặc mùa đông nhá. Cái này là cái gì hả âm? Hả? Cái này là cái gì? Kẹo. Kẹo. Rồi. Bác ăn đi. Ăn chung cũng được. Bây giờ ăn gói này. Sau ngày ngày mai lại chung nhau ăn gói này cũng được. Hay là mỗi người một gói. Rồi mang đi treo đi. Nào giả mít đây. Mang quần áo đi treo đi. À, công mang đi treo hộ đi. Nào Thăng. Có phải Đinh La Thăng không? Hay là cái gì Thăng? Giới thiệu với công các bà tí nào. Con chưa công các bà, con tên là Sùng Sơ Thăng. À, Thăng năm nay mấy tuổi rồi? À, năm nay con 11 tuổi, à 12 tuổi. À, 12 tuổi. Vâng. Cháu Thăng. Cái này của cháu Thăng. Rồi, cho cái này ra kia đã. À, cho ra đây, cho đây. À, Thăng đẩy cái này ra kia. Đấy, rồi để đấy đi. Xe mẹ về chưa? Mẹ về à? Châu. À, cháu người ta về ăn đậu tương à? Vâng. Cháu nhà mình hay cháu người ta? Cháu nhà mình. À. Hả? Muốn cháu khi. Đi lấy khi lấy buộc đi. Đấy, đúng khi. Rồi, bỏ kéo đấy ra đấy. Cháu khi tổ hữu cứ ná con. Đang mải ngồi đây là cháu đang xuống dưới kia ăn ngô thưa bà. Ăn đậu tương nhà người ta à? Không biết. Rồi. Gói kẹo của Thăng. Em xin. Ừ. Đây là quần. Ui, quần này hơi dài rồi. Cái này mày nữa đi cắt gấu này ra nhá, Thăng nhá. À, cắt gấu ra xong rồi. Đây cũng là quần này. Quần này là vừa này. Quần này Thăng mặc vừa nha. Đây là áo mùa đông. Là Thăng mặc áo này thử xem nào. Áo này là mùa thu đấy. Bóc kẹo ăn đi. Ăn chưa? Hả? Chưa ăn á? Tưởng ăn rồi thì bóc cho. Anh bóc cho. Ăn chưa? Chưa. Chưa. Đấy. Nhìn rất là đẹp trai nhỉ. Thăng là đẹp trai đấy. Đấy. Đây là quần. Quần này mặc ở nhà thôi. Không mặc đi học được nữa nhá. Học mặc cái quần này đi là cô giáo đuổi về đấy. Đây áo nữa này. Đẹp không? Không. Đây là áo rất là đẹp. Đấy. Bây giờ mùa đông đến rồi, đi học phải lót cái áo này xong làm áo khoác ở ngoài nhá Thăng nhá. Vâng. Thì mới ấm. Rồi, làm cái áo. Này áo này mùa đông mặc là rất là ấm đấy. Áo chống gió. Mặc thử xem nào. Nó to quá không? Không to đâu nhỉ, mấy đứa lớn lên là mặc là vừa thôi. Bây giờ là lớn dần đấy. Đúng rồi. Cái này đừng kéo đến cổ, bẻ cổ chứ. Đây. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Cái này mặc là đi đường mới không lạnh nha. Ừ. Này thêm áo nữa này. Ừ. Đây là quần. Đây, cái quần đẹp đấy. Đây quần á, quần này đẹp này. Quần này thì đừng mặc đi làm bẩn nha. Vâng. Cái này phải giữ cho nó mới sạch được. Vâng. Rồi. Để đây xong là tí mang đi cất sau nha. Rồi mang cái kia ra đây xem nào. Cái này tí mang vào trong nhà. Có móc thì cho phơi hết lên nhá. Vâng. Treo hết lên nhá. Vâng. Cái này là của xay này.
cái này của cá này, cái này chắc của chị Trung này, để đây. Cái túi này của mẹ nhá. Vâng. Này chị Trung. Đấy, toàn quần áo mùa đông. Mùa đông đến rồi không phải lo quần áo nữa. Có các ông các bà gửi đến cho rồi. Cái này là bảo mẹ mặc ở nhà nha. Vâng. Đây, ở nhà hay là mặc đi ngủ. Đấy. Một quần áo rất là đẹp. Áo này là mặc đi ăn cỗ. Nhà ai ăn cưới thì mặc cái này đi nha. Đây toàn quần áo ngủ của ông bà. Thì thôi cháu sẽ cất vào. Cái này thì để đây, để trong túi nha. Thang nhá, xong là tí mẹ về bảo là mẹ cho cái mẹ treo vào. Bây giờ tủ quần áo thì cũng được các bà mua cho hết rồi đúng không? Treo gọn gàng vào nha. Quần áo không được vuốt lung tung ở đây nhá. Bảo các em nhá, Thăng là giờ là nhanh nhẹn hơn với cả lớn hơn ở nhà. Hơn lớn hơn các em ở đây thì mọi thứ thì Thăng phải nhắc các em nhá. Quét nhà cho gọn gàng hay là quần áo đừng vứt lung tung ở đây nhá. Các ông các bà mất tiền, các ông cho tiền thì mới làm được ngôi nhà rất là đẹp như thế. Bảo âm với cả công đừng có vé lên tường này nhá. Nhà đẹp như thế vé lên là bẩn hết đấy, biết chưa? Hả? Em bé này biết chưa? Này, cất đi cho mẹ này. Cái này là của chị cá nhá, Thăng nhá. Cái này thì sẽ phải để nguyên cái giấy ở đây tí mới biết này. Đắp qua một tí này. Này, quần áo mùa đông. Rất là đẹp. Nào, Thăng ngoài đây. Đấy. Những cái bộ này thì mặc đi học này. Cá là cả hay là xay là cả đấy hả Thăng? Vâng, chị cá, chị cá. Đây toàn quần áo mặc đi học được ấy, của bà rất là đẹp. Đấy, ba màu luôn. Cái này thì đi học đúng mà. Đẹp tuyệt vời rồi. Cái này là áo mặc ở nhà. Đây là quần, quần nỉ mặc mùa đông này. Rồi cho vào túi. Cái này của chị cá nha. Dạ vâng. Chị cá là chưa về à? Dạ vâng, hôm nay mới về. Hôm nay mới về à? Thế tí ai đi đón, mẹ đi đón à? Dạ ai. À tự có xe đây nhỉ? Dạ. Tự có xe rồi đúng không? Tự ngồi xe đi học đúng không? Dạ vâng. À, này. Trời mưa thế này thì chả biết về được không? Cái này của chị Say này. Chị Say là hôm qua mẹ đi đón à? Dạ vâng. Ui, cái áo này đẹp thế. Say là có cái áo mùa đông này. Rồi, rất là nhiều quần áo đẹp. Cái này của chị Say nha. Vâng. Là một cái quần. Quần cũng rất là đẹp. Đấy, cất vào trong túi cho gọn gàng vào. Thăng có thích không? Được nhận được quần áo từ cô giáo tên thì Thăng có thích không? Dạ, em rất thích. Rồi, ngoài quần áo ra thì cô còn gửi một khoản tiền cho gia đình nữa nhá. Thì anh sẽ đưa tiền cho Thăng, xong là Thăng cất đi. Tí mẹ về thì đưa cho mẹ để đi học, mẹ cho tiền đi tiêu vặt một chút hay là để mua sách vở hay là đóng học ở trường hoặc là mua đồ ăn nhá. Ngoài quần áo ra thì cô giáo tên có gửi cho chú anh Khương là 2 triệu với ông bà. Trong 2 triệu đấy thì cô cho cháu Nghiêm 500, cho anh Khương 500, cho Trúc Nhôi con nuôi của cháu Nghiêm anh Khương là 300, còn 700 là cho gia đình nhà chị Trung. Thì hôm nay cháu cũng chị Trung không ở thì cháu sẽ đưa tiền cho Thăng luôn nhá.
Thăng là nhanh nhẹn hơn, với cả mọi thứ là cũng biết rồi đúng không? Thì Thăng sẽ cầm tiền xong là tí mẹ về là đưa cho mẹ nhá. Được. Rồi. Đây là 500 nghìn này. Đây là 700 nghìn. Là đủ nhá. Thì Thăng gửi lời cảm ơn đến cô giấu tên đi. Con cảm ơn cô giấu tên đã gửi những phần quà to lớn cho nhà con. Con đã nhận được, con chúc cô có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Rồi. Công nào, ăn kẹo rồi thì cảm ơn bà đi. Chắc là gọi là bà đấy. Nấy à, quên mất là Thăng gọi là cô. Nào con cảm ơn bà đi. Biết cảm ơn không? Không. Không. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Con chúc bà. Con chúc bà. Khoanh tay vào. Và gia đình. Và gia đình. Có thật nhiều sức khỏe. Có thật nhiều sức khỏe. Và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi. Nào âm. Con cảm ơn bà. Khoanh tay vào nào con. Con cảm ơn bà đã gửi những phần quà to lớn cho nhà con. Con đã nhận được. Con chúc bà có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều mọi điều may mắn. Rồi. Thì cháu Nghiêm cũng thay mặt cho gia đình chị Trung cũng như bản thân cháu Nghiêm gửi lời cảm ơn đến cô giấu tên đã gửi những món quà rất là ý nghĩa và những khoản tiền to lớn đến cho cháu Nghiêm cũng như là gia đình nhà chị Trung, sáu mẹ con và con nuôi của cháu Nghiêm nữa. Cháu cũng chúc cho cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thì hôm nay cháu Nghiêm lên nhà chị Trung thì cũng để trao món quà cho đến gia đình nhà chị Trung, sáu mẹ con thôi quý ông bà. Khi mà cháu lên đến đây thì cũng không gặp chị Trung ở nhà. Chị Trung là đang đi hộ nhà người ta gặt lúa ấy, nên là cháu đã trao cho con của chị Trung rồi. Và cháu cũng một lần nữa thì cảm ơn đến quý ông bà, cô chú và anh chị luôn luôn theo dõi kênh của cháu cũng như là tin tưởng cháu để trao những phần quà đến những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao trong cháu. Và cháu cũng chúc quý ông bà, cô chú và anh chị có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thước phim của cháu đến đây cũng khá dài rồi, chắc là cháu cũng xin phép được kết thúc thước phim. Còn bây giờ thì cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Xin chào. Nào Thăng. Con chào con các bạn. Con chào con các bạn. Con chào con các bạn. Rồi.